Quang Linh Vlog gây xôn xao vì mất tài sản giá trị lớn, team Angola hé lộ lý do nghe mà phát hoảng. Chàng YouTuber Quang Linh Vlog nổi tiếng là người nhiều cuộc thế nhưng sự việc anh chàng để rơi mất tài sản giá trị khủng của mình vừa khiến Quang Linh tức hùi hụi lại khiến dân tình không khỏi hoang mang. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân gần 723.000 người theo dõi, Quang Linh Vlog thông báo tin dữ, anh chàng đã bị thu hồi tích xanh, dấu hiệu nhận biết Facebook chính chủ của người nổi tiếng. Không rõ nguồn cơn nào đã gây nên cớ sự, nhưng giới thạo mạng xã hội phỏng đoán rất có thể gần đây Facebook có chiến dịch quét các fanpage nổi tiếng và trang cá nhân của Quang Linh vạ lây. Có thể thấy, ngay cạnh tên Phạm Quang Linh quen thuộc, không còn dấu hiệu đặc trưng của tích xanh nữa. Anh chàng có vẻ khá hụt hẫng và tiết lộ thêm mình đã gửi kháng nghị đến Facebook. Có lẽ trong thời gian tới, Quang Linh sẽ có tích xanh trở lại sau khi Facebook kiểm tra lại hoạt động của trang cá nhân. Trong khi dân tình tràn vào an ủi, xoa dịu Quang Linh Vlog, hội bạn thân thuộc team Châu Phi, ngay cả chị ruột Nhật Lệ cũng nhảy vào chòng gạo. Người thì đùa Quang Linh hẳn đã làm gì đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, người lại trêu chắc anh chàng không đóng phí duy trì nên bị cắt tích xanh. Trong một diễn biến khác, fanpage Quang Linh Vlog và Quang Linh Store của anh chàng vẫn bình yên vô sự, tích xanh vẫn còn nguyên sau bão. Quang Linh cũng vui vẻ khoe thêm, trong năm 2023, Quang Linh Store đã có thêm 3 đại lý mới tại Canada, Mỹ và Philippines, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ mà cửa hàng hiện diện lên số 6. Có thể nói đây là những bước tiến đáng ghi nhận của chàng trai xứ Nghệ trong con đường kinh doanh. Bên cạnh đó, Quang Linh Vlog sở hữu kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlogs. Cuộc sống ở Châu Phi hiện đang có hơn 3,7 triệu lượt đăng ký. Đồng thời, anh cũng có một kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi với con số người theo dõi cũng lên tới 1,19 triệu lượt. Với kênh YouTube của mình, anh chia sẻ với khán giả về những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Từ đó, Quang Linh Vlogs nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người. Có thể nói sức ảnh hưởng của Quang Linh là không hề nhỏ khi mọi bài đăng của anh đều thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác, không thua kém nghệ sĩ nổi tiếng nào. Ở tuổi 26, Quang Linh đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Theo thống kê từ Social Blade, ước tính doanh thu mỗi tháng từ kênh YouTube có hàng triệu người theo dõi có thể mang về cho Quang Linh số tiền từ 8.128.600 USD tháng, tương đương số tiền từ 192 triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng. Vì vậy nên thu nhập mỗi năm từ YouTube của chàng trai trẻ người Nghệ An có thể dao động từ 96.500 đến 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương số tiền từ 2,3 tỷ đồng đến hơn 36 tỷ đồng. Quang Linh cũng rất ít khi chia sẻ về khoản thu nhập của bản thân. Vào đầu năm 2020, Quang Linh từng hiếm hoi công khai số tiền nhận được từ YouTube mỗi tháng trong một đoạn video đăng trên YouTube. Theo đó, thấp nhất từ thời gian ban đầu là 100 đô la Mỹ đến hơn 1.000 đô la Mỹ sau khi nổi tiếng, khoảng 2,4 triệu đến hơn 24 triệu đồng. Ngoài khoản thu nhập khủng từ YouTube, Quang Linh còn là phó chủ tịch một thương hiệu nước hoa tại Việt Nam, hợp tác cùng Hoa hậu Thủy Tiên. Anh cũng sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có cả triệu người theo dõi. Bởi vậy, nhất cử nhất động của 9X xứ Nghệ luôn nhận về sự quan tâm của khán giả. Quang Linh còn mở shop quần áo trên các sàn thương mại điện tử. Chàng trai trẻ cũng từng cho biết thương hiệu thời trang do mình sáng lập sắp có mặt tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Cách đây không lâu, YouTuber họ Phạm cũng khoe đầu tư 4,3 tỷ đồng để mua 14.000 ha đất, giống cây, thuê nhân công, làm trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại Châu Phi. Quang Linh dành nhiều tâm huyết, đầu tư cho trang trại khi đưa cả máy cắt cỏ từ Việt Nam sang để dọn dẹp, canh tác nhanh hơn. YouTuber cho biết tất cả lợi nhuận sẽ được dùng làm từ thiện. Mong muốn lớn hơn của anh ở công trình này không chỉ là nơi sản xuất nhiều mặt hàng nông sản mà còn là nơi cung cấp cây giống cho những người dân ở các vùng khác.